Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình làm cái clip này để cho mọi người tham khảo, cho các bác tham khảo cái kiểu đặt trứng nghiêng. Đây mình làm để ấp trứng chim bồ câu nhé. Mình chế cái này bằng bộ xích cam của xe máy ấy. Các bác ra cái tiệm đồ và xe máy, sửa xe máy ấy. Rất nhiều cái loại xích bé nhé, không phải xích to đâu. Cái nhông này thì mình lấy nó chính là cái motor đề ấy. Các bác tháo ra xong đó đóng cốt gỗ vào cũng được, đóng cốt gỗ xong đó khoan một cái lỗ 7 ly là vừa vào cái đây nó chạy. Mình dùng con motor này, con motor tốt năng của quạt thôi. Mình đang cắm thử điện này, mình thấy nó chạy cũng ok. Khi này mình quay rõ cho các bạn xem nhé, các bác xem. Treo xích khó nhìn tí, xích mình sẽ đóng sang hai bên giữa của thanh cái khay giữa này, mình đang làm 3 tầng. Sau đó treo cái motor lên trên. Cái motor này nó hay ở một điểm là khi lắp gặp một lực cản lớn thì nó sẽ đứng lại và nó lại tự quay ngược lại. Nó lại rất hay ở điểm đấy. Cái này chế vào cái mô hình mini thì mình thấy nghĩ là chắc cũng là hợp lý đấy. Đấy, khi gặp một lực cản lớn ấy, thì motor nó lại quay ngược lại. Đó, hôm nay đang quay về phía kia nhé, bây giờ lại xuống. Đây, mình sẽ cho các bác xem. Khi cái điểm này tì vào điểm này sẽ làm một lực cản lớn thì nó sẽ đứng motor và nó sẽ tự quay đảo chiều ngược lại, thì sẽ không cần phải cái bộ motor lớn mà dùng công tắc hành trình. Độ bền thì mình cũng mới thử nghiệm cho các bác tham khảo đâu. Bởi vì cái con motor này hộp số của nó bằng nhựa thì cũng không biết là qua thời gian thì nó sẽ chạy bằng xích, nên là nó rất đảo nó sẽ rất trơn tru nhé, nó không như bộ chuyển bằng thanh kéo kia nhé. Nó sẽ bị hụt hẫng nhiều nhiều chỗ, hụt điểm. Đó, khi lên đây chạm vào nó lại tự động quay ngược lại. Đây bộ xích nó đang quay ra chiều kia nhé. Đó, rất là trơn tru mà lực cũng tương đối khỏe đấy, không yếu đâu. Nói chung là làm để chim bồ câu và trứng gà là ok luôn, nhưng mà làm gọi là mô hình mini thôi nhé. À, đây mình làm 3 tầng, chắc lên được khoảng vài tầng này. Ai bác nào cần thông số thì có thể liên hệ trực tiếp với em nhé, em sẽ hướng dẫn kỹ càng hơn. Mà bác nào thấy hay thì nhớ like và share, đăng ký kênh cho em nhé. Xin cảm ơn các bác.